Thanh Bình, Việt Anh, chính xác, Tiến Linh. Ở cánh trái đang di chuyển là Phan Công Tài, một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này. Anh đã Nhâm Mạnh Dũng có thể đã bỏ lỡ tình huống trước đó, nhưng lần này là một khoảnh khắc cắt cánh của Nhâm Mạnh Dũng. Anh đã tạo nên cảm xúc bùng nổ. Ở trên các sân hài của sân Mỹ Đình, một quả đều tuyệt vời mà chắc chắn rằng chúng có hai huấn luyện viên Hàn Quốc ở trận đấu nhiệt huyết trước ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem đi xem lại không chán. Đó là một pha bóng của châu Âu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chớp mắt. Thật tuyệt vời cho khoảnh khắc này. Và thật tuyệt vời cho hình ảnh cá nhân của Thái Phúc. Ông đã kiên nhẫn, ông đã tin tưởng, ông đã thay thế và ông đã chiến thắng. Có vẻ như đó là những giọt nước mắt và xúc động của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi chứng kiến học trò của mình ghi bàn. Đó là một bàn thắng bằng đầu. Và nếu trận này chúng ta thắng bằng bàn thắng này thì có thể nói ông Park Hang-seo đã hơn ông Phôn Kinh một cái đầu. Chúng ta sẽ theo dõi tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm và Nhâm Mạnh Dũng cắt cánh với một pha đánh đầu không cho Kevin một chút cơ hội nào. Bây giờ rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi mà